Tháng 5 với nhiều tin vui đến với Hòa Bình, từ việc trúng thầu thêm 3 dự án mới, các hoạt động thi công tại công trình diễn ra sôi động nhằm nâng cao hiệu quả và uy tín thương hiệu Hòa Bình. Ngoài ra, Hòa Bình cũng đã được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2020. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết qua bản tin SBC News số tháng 5 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Theo công bố của Vietnam Report, tập đoàn nằm trong danh sách top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2020 và tiếp tục có mặt trong top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report. Thứ hạng trong bảng xếp hạng được sắp xếp dựa trên tiêu chí tăng trưởng kép về doanh thu và hiệu quả kinh doanh. Các tiêu chí như tổng tài sản, tổng lao động, lợi nhuận sau thuế và uy tín doanh nghiệp trên truyền thông. Lễ trao giải tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8 năm 2020. Tại hội nghị hiến kế cải cách thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh hậu Covid-19, thực hiện trực tuyến do Ban cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính của Thủ tướng và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đồng chủ trì, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ, ông Lê Viết Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Việt Nam, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, đã tham gia đóng góp ý kiến hiến kế khôi phục kinh tế hậu Covid-19. Hội nghị có sự tham gia của các cơ quan chính phủ, bộ ban ngành, tổ chức quốc tế, đại diện các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp lớn nhỏ tại 64 tỉnh thành phố. Toàn bộ nội dung đóng góp sẽ được báo cáo trực tiếp đến chính phủ. Trong tháng 5, tập đoàn đã nhận được thư trúng thầu thêm 3 dự án mới với tổng giá trị 1.554 tỷ đồng. Gồm gói thầu, tổng thầu thiết kế và thi công dự án khu căn hộ Vịnh đảo Sky Oasis Residence do công ty cổ phần tập đoàn EcoPark làm chủ đầu tư, với tổng giá trị gói thầu hơn 1.455 tỷ đồng. Dự án là tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và nhà chung cư, có quy mô tòa tháp đôi 2 tầng hầm và 41 tầng cao. Gói thầu thứ hai là thiết kế dự án nhà ở xã hội Vũ Phúc tại Thái Bình do Dragon Group làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 1,1 hectare với quy mô gồm 9 tầng cao. Thứ ba là gói thầu Kobe Tower 1 và Kobe Tower 2 do công ty trách nhiệm hữu hạn Kobe One làm chủ đầu tư, có quy mô gồm 2 tầng hầm, 2 tòa tháp cao 20 và 17 tầng. Hòa Bình là nhà thầu chính thi công kết cấu móng. Sau 2 tháng rưỡi thi công, dự án Lady Hill Resort Sapa đã tiến hành đóng nắp hầm, vượt tiến độ 1 ngày. Dự án có quy mô gồm 1 tầng hầm rộng 5.000m2 và 4 tầng cao, diện tích xây dựng 18.000m2, được thiết kế phức tạp, uốn cong theo hình khuyên tai các cô gái dân tộc thiểu số tại Sapa. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thi công do điều kiện thời tiết và địa lý đồi núi, đặc biệt là sự thay đổi liên tục của thiết kế và hạng mục MEP, Ban Chỉ huy Công trình Hòa Bình đã nỗ lực hoàn thành phần hầm tốt đẹp và hiện đang tiếp tục thực hiện gói thầu phần thân. Tại Hà Nội, tập đoàn đã bàn giao 4 tháp B10, 15, 16, 17 thuộc dự án VinCity Gia Lâm phân khu 2 sau 19 tháng thi công. Mặc dù quá trình thi công tiến độ gấp rút và gặp nhiều khó khăn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, nhưng tập thể Ban Chỉ huy Công trình đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đưa dự án bàn giao đúng tiến độ và nhận được đánh giá cao từ chủ đầu tư VinGroup. Sau 8 tháng thi công, tập đoàn cũng đã tiến hành bàn giao 57 căn biệt thự dự án khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang EcoPark cho công ty cổ phần tập đoàn EcoPark. Mặc dù quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do có sự thay đổi về thiết kế, chủng loại vật liệu, song Hòa Bình vẫn đảm bảo tiến độ, chất lượng và nhận được sự đánh giá cao của chủ đầu tư. Cũng trong tháng 5, tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn đã hoàn thành tất cả hạng mục nghiệm thu và bàn giao cho chủ đầu tư tòa L8 và L10 phân khu 1 dự án Vinhome Grand Park, đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ và kế hoạch đã cam kết sau 15 tháng thi công. Phân khu 1 gồm 4 tòa tháp có 2 tầng hầm, trong đó 2 tháp cao 35 tầng, 2 tháp cao 26 tầng. Dự án Vinhome Ocean Park, khu thấp tầng B3 CC01 đã tiến hành cất nóc các căn shop house cuối cùng trong tổng số 61 căn sau 4 tháng thi công. Khu thấp tầng này bắt đầu triển khai từ tháng 1 năm 2020 và dự kiến Hòa Bình sẽ hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư vào tháng 8 năm 2020.
Sau gần 20 tháng thi công, tập đoàn đã hoàn thành nghiệm thu và bàn giao cho chủ đầu tư Gamodaland đưa vào sử dụng toàn bộ 6 tòa tháp khu Emerald Precinct. Emerald Precinct nằm trong khu đô thị Sheldon City, có quy mô gồm 6 tòa tháp, 15 tầng cao, tọa lạc trên diện tích hầm hơn 47.000m2 với hơn 2.200 căn hộ. Dự án áp dụng tiêu chuẩn chất lượng G-Watt. Đây là tiêu chuẩn riêng cho hầu hết các dự án do Gamodaland triển khai với những yêu cầu rất cao và khắt khe về chất lượng. Tập đoàn cũng vừa bàn giao 46 trong tổng số 73 căn biệt thự thuộc dự án Bãi Tràm Estate Resort. Đây là dự án nằm dọc theo bờ biển của tỉnh Phú Yên do công ty trách nhiệm hữu hạn Bãi Tràm Estate làm chủ đầu tư. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là tổng thầu thi công hạ tầng, kết cấu, hoàn thiện nội thất MEP, cung cấp và lắp đặt thiết bị Landscape. Bãi Tràm Estate mang vẻ đẹp độc đáo nhất trong hàng loạt cảnh quan dọc bờ biển, từ Vũng Tàu đến Huế và giữ nét hoang sơ của thiên nhiên. Trong suốt quá trình thi công, Hòa Bình vẫn phải đảm bảo việc bảo vệ rừng cây tự nhiên, rừng nguyên sinh theo đúng hiện trạng ban đầu. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ được Hòa Bình hoàn thành vào cuối tháng 8 năm 2020. Trước tình hình thời tiết đã bắt đầu bước vào mùa mưa bão, tập đoàn đã triển khai đến toàn thể các công trường trong toàn quốc phương án và kế hoạch kiểm soát đối với công tác điện, máy móc thiết bị, giàn chống, gia cố hệ giàn giáo, cẩu tháp, vận thang, neo chống cấp pha và thi công tầng hầm nhằm giảm thiểu tối đa các rủi ro, tai nạn lao động và đảm bảo an toàn khi thi công vào mùa mưa.